Thưa quý vị, từ những năm 1966 đến trước thời điểm ngày 30 tháng 4, miền Trung Việt Nam liên tục có những xáo trộn mạnh mẽ, đặc biệt về mặt chính trị, nên lịch sử gọi là biến động miền Trung. Quần chúng nhân dân bất mãn cực độ với việc các tướng lãnh tự do tranh giành quyền hành, gây nhiều binh biến trong đời sống. Bên cạnh đó là sự việc cắt chức trung tướng Nguyễn Chánh Thi, người công khai chỉ trích Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Người dân đòi hỏi dân chủ hóa đất nước, thiết lập quốc hội lập hiến, trở lại chính phủ dân sự. Tất cả những điều biến trên đều là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những cuộc biểu tình rầm rộ trải dài từ Huế vào Đà Nẵng. Trước tình hình đó, tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan đã chiêu dụ về cộng tác với mình khá nhiều những cộng sự vô lại. Trong những tên gian thần ấy, phải kể đến chủ mật vụ bất hảo Liên Thành, trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên. Người luôn góp mặt trong các cuộc đảo chính hay còn được gọi với cái tên chuyên gia đảo chính Nguyễn Chánh Thi, trở thành thủ lĩnh của quân ly khai chống lại chính quyền Sài Gòn. Đến đầu tháng 4 năm 1966, Nguyễn Cao Kỳ khi đó cử Trung tướng Phạm Xuân Chiểu ra miền Trung để thương lượng với phe ly khai và đại diện các lực lượng đấu tranh đô thị. Tuy nhiên, vị sứ giả này lại ngay lập tức bị bắt giữ để làm con tin. Mang sứ mệnh dẹp loạn ly khai và phong trào đấu tranh đô thị, giữa tháng 5 năm 1966, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, thừa lệnh Thiệu Kỳ đã dắt cánh cùng 5 tiểu đoàn nhảy dù, 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và 1 biệt đoàn cảnh sát dã chiến bằng đường không vận của Mỹ, di chuyển vào miền Trung để đàn áp phong trào đấu tranh, đòi hòa bình và tự quyết dân tộc của Phật tử và sinh viên học sinh. Những người đồng nghiệp được Nguyễn Ngọc Loan chiêu dụ đa số là những kẻ suy đồi về đạo đức, ác độc, lòng lang dạ sói. Chúng sẵn sàng đàn áp thẳng tay, chĩa súng vào đồng bào vô tội. Chưa dừng lại ở đó, những kẻ mất lương tri này còn làm nhiều chuyện khiến người ta phẫn nộ, như đạp đổ bàn thờ tổ tiên, dùng dùi cui, lựu đạn và còng số 8 để trả nghĩa cho mảnh đất đã sinh thành nuôi dưỡng họ. Một trong những tên vô lại nổi bật chính là viên thiếu tá Liên Thành, trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên. Tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Liên Thành, sinh năm 1942 tại Huế. Liên Thành là cháu nội của Kỳ ngoại hầu Cường Để. Tuổi thơ và sự trưởng thành của ông ta lớn lên trong sự bao dung của thành phố Huế thơ mộng. Sau này vì không thi đỗ tú tài nên ông ta không được theo học trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Chính từ đây, Liên Thành rẽ sang ngành sĩ quan bảo an, trải qua nhiều chức vụ như phụ tá quận trưởng ở chi khu Nam Hòa, đại đội trưởng đại đội nghĩa quân Nam Hòa, đại đội trưởng đại đội địa phương quân, chi khu phó, chi khu Nam Hòa. Cha của Liên Thành là Nguyễn Phúc Tráng Cử. Năm 1966, ông ta định lợi dụng quyền hành với vị thế là đảng viên Đảng Đại Việt để tổ chức cuộc họp bàn với mục đích đưa vây cánh của mình vào nắm chính quyền. Lúc này, ty cảnh sát Thừa Thiên, bao gồm cả công an lẫn cảnh sát, công an gọi là cảnh sát đặc biệt, tức mật vụ, ghế trưởng ty đã có ông Đoàn Công Lập, Đảng Đại Việt nắm giữ, phó ty là ông Hà Nguyên Chi, Đảng Đại Việt phụ trách cảnh sát. Mục đích của cuộc họp bàn nhằm tìm một người có thể cáng đáng chức phó ty cảnh sát đặc biệt. Liên Thành khi ấy mang quân hàm thiếu úy, vốn được hậu thuẫn từ đảng phái của mình. Hơn nữa, Đại tá Nguyễn Ngọc Loan, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, đang làm nhiệm vụ tại Huế, liên tục bật đèn xanh. Vì vậy mà Liên Thành nhanh chóng chễm chệ leo lên cái ghế Phó ty Cảnh sát đặc biệt tỉnh Thừa Thiên và thị xã Huế. Mặc dù trước đó, ông ta không hề trải qua bất cứ một khóa huấn luyện nào về kỹ thuật tình báo cũng như tư pháp. Như cá gặp nước, Liên Thành bắt đầu ngày càng lộ rõ bản chất, lộng quyền mà làm càn. Ông ta thậm chí không còn một quy chuẩn đạo đức nào cả, tác oai tác quái, bỏ hết luân thường đạo lý. Dần dần Liên Thành một tay che trời và trở thành một tên côn đồ ác độc và bất giáo. Hắn ngầm khẳng định với thượng cấp của mình rằng Liên Thành là một tay chống cộng triệt để, luôn đặt lợi ích của đảng phái và thể chế Việt Nam Cộng Hòa lên trên. Liên Thành vốn xuất thân trong một gia đình Phật tử với gốc gác Phật giáo từ lâu đời. Anh ruột của bà nội ông ta là Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, đệ nhất tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Người anh trai của Liên Thành tên là Nguyễn Phúc Liên Phú, sau vụ đảo chính Diệm Nhu vào ngày 1 tháng 11 năm 63 đã xuất gia đi tu ở chùa Tường Vân, sau này trở thành Thượng tọa Thích Trơn Kim. Một môi trường gia đình thiện tâm như vậy, tiếc là Liên Thành đã quên hết gốc gác của mình kể từ khi leo lên vị trí chỉ huy lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Huế. Ông ta cùng với thuộc hạ của mình đã ngày đêm lùng sục để bắt bớ và đàn áp bất cứ những ai có tư tưởng cấp tiến, đấu tranh giành lấy hòa bình và quyền tự quyết dân tộc.
Cho đến tận bây giờ, người dân Huế vẫn vô cùng căm hận và không thể quên được một sự việc hèn hạ, bộc lộ rõ tính vô nhân đạo của Liên Thành. Ông ta cấu kết cùng với mấy chục viên cảnh sát thuộc cấp của mình vây giáp chùa Trà Am nằm gần dưới chân núi Ngự Bình, bắt giữ Thượng tọa Thích Như Ý đem về trung tâm thẩm vấn và tra khảo. Thượng tọa Thích Như Ý khi ấy bị chúng vu oan giáng họa là chùa của thầy nuôi giấu cộng sản. Giới Phật tử và trí thức Huế khi đó tạo thành một cơn bão phẫn nộ sau việc làm bất đạo của Liên Thành. Làn sóng mạnh mẽ này tới mức chính quyền Sài Gòn cử một đoàn thanh tra đặc biệt do tướng Trần Thanh Phong, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, dẫn đầu khẩn cấp bay ra Huế để điều nghiên và bắt buộc ông ta phải giải trình. Thượng tọa Thích Như Ý sau đó mới được trả tự do để trở lại với đời sống tu dưỡng của mình. Trong suốt thời gian làm chỉ huy cảnh sát đặc biệt ở Huế, những câu chuyện khiến người ta phải nổi da gà, không có luân thường đạo lý nào của Liên Thành. Những mưu hèn, kế bẩn, những lần giết người không ghê tay thì nhiều không kể xiết. Chúng tôi chỉ xin thuật lại một vài câu chuyện trong số đó, là những câu chuyện được chứng kiến tận mắt bởi nhiều người ở Huế và sau này được xác thực bởi nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nguyễn Đắc Xuân, chứng nhân lịch sử xác thực nhất thời điểm bấy giờ. Câu chuyện đầu tiên là về nhà thơ, nhà giáo Ngô Kha, cũng chính là thầy giáo của Liên Thành. Ông Ngô Kha sinh ngày 2 tháng 3 năm 1935 ở làng Thế Lại Thượng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa khóa 1 Đại học Sư phạm Huế từ năm 58 đến năm 59, cử nhân luật khoa vào năm 62, ông dạy văn và công dân ở các trường Quốc học, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Hưng Đạo Huế từ những năm 1960. Những ngày tham gia nhóm quán bạn với Trần Quang Long, Tuyệt Tình Cốc với anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngô Kha đã dấn thân vào phong trào đấu tranh đô thị tại Huế. Năm 1966, Ngô Kha bị động viên vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức của quân đội Sài Gòn và đóng quân một thời gian ở Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An. Một thời gian sau đó, ông trở về Huế. Ông tham gia đấu tranh và là một trong những thành viên nòng cốt lãnh đạo đơn vị quân đội Sài Gòn ly khai. Sau đơn vị này lấy tên là Chiến đoàn Nguyễn Đại Thức. Nhưng cuộc đấu tranh thất bại đã khiến Ngô Kha bị bắt lần đầu tiên vào năm 1966 và bị đẩy ra Phú Quốc. Đến năm 1970, Ngô Kha chủ trương nhóm trí thức đấu tranh tự quyết cùng với Trịnh Công Sơn, Trần Viết Ngạc, Lê Khắc Cầm, Chu Sơn, Thái Ngọc San. Ông là người sáng lập và là chủ tịch Mặt trận Văn hóa Dân tộc Miền Trung năm 1972 do Thành ủy Huế chỉ đạo. Năm 1973, Ngô Kha bị chính học sinh của mình là Liên Thành lệnh cho mật vụ thuộc cấp theo dõi, bắt giữ và thủ tiêu. Chỉ vì muốn lập công chống cộng và đẩy lùi phong trào đấu tranh của trí thức với thượng cấp của mình, Liên Thành đã làm một việc trái với luân thường đạo lý. Việc làm này chỉ bị vạch trần khi một sĩ quan an ninh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kể lại thông qua bản khai cung của can phạm. Khoảng đầu năm 1973, hai mật vụ Lê Đình Liên và Nguyễn Đình Cáp đi giám thị bằng xe Honda 67 thì gặp nhà thơ Ngô Kha mặc áo măng tô trắng, đầu đội mũ phớt đi qua cầu Gia Hội. Liên và Cáp đón đầu Ngô Kha và yêu cầu Kha lên xe. Ngô Kha không chút ngạc nhiên bèn hỏi: "Lên xe nào?" Liên đáp: "Xe 67 này." Kha trèo lên xe. Chiếc xe 67 chở ba người vụt chạy về gặp thiếu úy tổ trưởng tổ mật vụ đặc biệt Dương Văn Sỏ tại nhà riêng ở đường Nguyễn Thị Giang, bên cạnh quán bar Why Not 21 Võ Thị Sáu ở Huế ngày nay. Sỏ nói: "Để tao ăn cơm xong rồi sẽ đi báo cấp trên." Ăn xong, Sỏ đi báo với Trương Công Ân, rồi Ân báo với Liên Thành. Kết quả các nhân viên mật vụ nhận được chỉ thị của Liên Thành là 1.000 năm mây bay. Đến 4 giờ chiều, Ngô Kha vẫn còn ở ti thẩm vấn. Ân đến hỏi bọn Sỏ: "Sao chưa hành động?" Chúng nói: "Trời chưa tối." Đến tối, mấy tên Sỏ, Nghệ, Liên, Cáp chở Ngô Kha về hướng cửa biển Thuận An, lấy búa đánh Ngô Kha chết ngay tại Mỹ An, rồi trùm bao bố thả xuống một con hố gần đó. Bọn chúng báo cáo với Liên Thành: 1.000 năm mây bay đã xong và đã giải quyết ở Mỹ An. Liên Thành chửi: "Chúng bay quá ngu, như dứa dân chúng biết răng. Đi vớt lên, kiếm chỗ chôn cho thật kín đáo ngay." Vụ án học trò Liên Thành tàn ác, chủ mưu thủ tiêu thầy giáo Ngô Kha của mình đã tạo ra một cơn sóng thần phẫn uất trong giới sinh viên học sinh và trí thức Phật tử Huế lúc bấy giờ. Tuy nhiên, có một câu chuyện còn tàn nhẫn hơn thế mà ít người biết xảy ra vào mùa hè năm Mậu Thân 1968. Một người bạn thân từng ăn một mâm, nằm một chiếu với Liên Thành trong suốt những năm tháng tuổi thơ ở xứ Huế cũng không khỏi thảm kịch bị lùng bắt và chặt đầu. Những năm tháng đầy biến động của miền Trung khi ấy đã theo thời gian trôi vào dĩ vãng.
những nhân chứng về những tháng năm nảy lửa này, trong đó có nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, là người đã lưu lại những ký ức tàn nhẫn đau thương ấy. Ông là người đã tham gia phong trào sinh viên Phật tử từ năm 1963. Năm 1966, sau khi tốt nghiệp Ban Hán Việt Đại học Sư phạm Huế, tham gia đấu tranh và được bầu làm đoàn trưởng đoàn sinh viên quyết tử Huế, vũ trang tự vệ, chống Mỹ và chống chính quyền do Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ cầm đầu. Trong thời gian bị lùng bắt, ông phải ẩn náu trong các chùa, Diệu Đế, Kim Tiên, rồi phải xuống tóc để giả làm thầy tu, ẩn mình trong chùa Tường Vân trước khi thoát ly theo kháng chiến ở vùng chiến khu Thừa Thiên Huế. Sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, ông chuyển sang Ban Tuyên huấn tỉnh ủy, rồi làm phó tổng biên tập kiêm thư ký tòa soạn tạp chí Sông Hương, rồi làm báo trưởng đại diện báo lao động tại miền Trung cho đến ngày về hưu vào năm 1998. Ông Xuân là người dành nhiều thời gian để nghiên cứu về kỳ ngoại hầu Cường Để và phong trào Đông Du. Vì vậy, mỗi lần nhà nghiên cứu gặp ông Hà Thúc Quyết, một người họ hàng gần với ông Hà Thúc Ký, đảng trưởng Đảng Đại Việt, thì ông ta hay kể chuyện về người cháu nội của kỳ ngoại hầu Cường Để là gã sĩ quan cảnh sát đặc biệt Liên Thành, một tay trùm mật vụ ở Huế giai đoạn 1966-1974, cho ông nghe. Trong những câu chuyện về những việc làm dã tâm, tàn ác và man dợ của Liên Thành trong suốt thời kỳ ông ta nắm giữ khối cảnh sát đặc biệt ở Thừa Thiên Huế mà ông Hà Thúc Quyết thuật lại, có một câu chuyện hết sức rùng rợn, vô luân, bất đạo. Liên Thành đã xuống tay chặt đầu người bạn thân của mình là ông Hồ Đăng Lương khi ông Lương đang trốn ở xã Thủy Bằng, ngoại ô thành phố Huế. Sự việc ghê rợn này được chứng kiến rất tường tận bởi bác sĩ Hà Công Lương, sau ngày giải phóng đã sang định cư tại vùng Nam California, Hoa Kỳ. Dù tận tai được ông Quyết thuật lại câu chuyện này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cũng chẳng dám tin rằng lại có một kẻ bất lương, tàn ác và vô nhân tính đến như vậy. Và rất may, gần đây nhà nghiên cứu đã có dịp được gặp trực tiếp hai ông Hà Thúc Quyết và Hà Công Lương tại quán cà phê Sơn bên một con đường đi bộ cạnh bờ sông Hương. Chính bác sĩ Hà Công Lương đã xác nhận sự thật về việc làm vô luân ấy của gã đồ tể Liên Thành. Ông Nguyễn Đắc Xuân còn lặn lội tìm gặp bà Hồ Thị Châu là em ruột của ông Hồ Đăng Lương để phối kiểm nguồn tin mà ông ta đã từng nhiều lần được nghe kể. Sau khi đã đối chiếu các thông tin, ông kể lại rằng hồi đầu những năm 60 thế kỷ trước, Hồ Đăng Lương ở thôn Dương Xuân Thượng 1 bên phải đàn Nam Giao có hai người bạn cùng học trường tiểu học Nam Giao là Hà Công Lương và Liên Thành. Nhà của Hồ Đăng Lương khá, ông bà Hồ Đăng Duyên và bà Thái Thị Sen lại rất quý bạn của con. Vì thế Hà Công Lương và Liên Thành hay ở lại ăn cơm, học bài, chơi đùa ở nhà Hồ Đăng Lương. Ba người thân nhau như ruột thịt từ những năm thơ ấu cho đến những năm học trung học. Sau đó, Hà Công Lương đỗ tú tài rồi vào đại học y khoa, còn Hồ Đăng Lương mãi đến năm 67 mới đỗ và trốn lính, ở nhà với cha mẹ. Liên Thành học kém, nhà nghèo, không học lên cao được phải đi lính địa phương quân. Đến tháng 6 năm 1966, nhờ áp lực của đảng phái Đại Việt, Liên Thành được chuyển sang làm cảnh sát đặc biệt. Sau đó ông ta được Nguyễn Ngọc Loan tin dùng trong việc đàn áp phong trào đấu tranh đô thị mùa hè năm 1966 ở Huế. Hồ Đăng Lương đã vô tình phải chịu cái chết bi thảm bởi chính sự tàn độc của người bạn thân nối khố của mình. Sau Tết Mậu Thân 1968, Liên Thành nghe ngóng được thông tin Hồ Đăng Lương có hoạt động cho Việt Cộng. Không cần tìm hiểu gì nhiều, Liên Thành lập tức nhanh chóng tìm bắt Hồ Đăng Lương. Đăng Lương trước đó thấy sự nguy hiểm rình rập nên đã trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian truy tìm, đến ngày 6 tháng 6 năm 1968, Liên Thành phát hiện được hầm bí mật nơi Hồ Đăng Lương đang trốn ở gần nhà ông Kiểm Hoành, ở vùng núi sau lưng Lăng Khải Định thuộc xã Thủy Bằng. Liên Thành ra lệnh cho mở nắp hầm bí mật và gọi Đăng Lương lên đục mạng. Nhưng Đăng Lương cố thủ dưới hầm, Liên Thành không do dự rút chốt lựu đạn ném xuống hầm. Đăng Lương chụp được lựu đạn ném lên lại. Liên Thành điên tiết cho đào hầm bí mật của Đăng Lương, kéo Đăng Lương lên khỏi miệng hầm và một tay cầm dao, không ghê tay mà chặt đầu người bạn học đã từng ăn một mâm, ngồi học cùng một bàn suốt nhiều năm. Chưa dừng lại ở đó, Liên Thành lạnh lùng lấy đầu của Hồ Đăng Lương cắm vào một cái cọc chôn bên con đường từ Lăng Khải Định về làng Giã Lê Thượng, xã Thủy Phương. Điều này nhằm phục kích đồng đội của Đăng Lương nếu ban đêm họ quay lại lấy đầu của đồng chí mình. Nhưng cả tuần sau Liên Thành không phục kích được ai, dân chúng địa phương đã lén lấy đầu Đăng Lương đem chôn. Cùng lúc đó tại cố đô Huế, thiếu tá trưởng ty cảnh sát Liên Thành đã nham hiểm hơn khi âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ của mình hướng súng bóp cò hàng chục mạng người mà không cần tra xét. Điều này để nhằm tránh lặp lại những sai lầm của đàn anh Nguyễn Ngọc Loan. Hèn hạ là sau khi lặng lẽ giết người,
Liên Thành còn đánh trống, khua chiêng một mực đổ lỗi cho phía cách mạng và đòi đưa người này người nọ ra trước tòa án quốc tế để xét xử. Nhiều người dân ở Huế cho rằng đó là một hành vi vô liêm sỉ của một tên đồ tể vô luân. Tội ác của Liên Thành còn diễn ra suốt những năm tháng ông ta làm trùm mật vụ ở đất cố đô. Liên tiếp các việc làm như xua quân mở chiến dịch Bình Minh, lục tung thành phố, đàn áp, bắt bớ, giam cầm những người yêu nước được Liên Thành cùng đồng bọn thực hiện. Thậm chí thời gian mở đầu chiến dịch, chúng bắt và đánh đập dã man các anh Lê Văn Thuyên, Nguyễn Hoàng Thọ, Trần Đình Sơn Cước, Nguyễn Duy Hiền, Bửu Chỉ. Tại trường Đồng Khánh, nơi sinh viên Huế đang giúp đỡ bà con ở Quảng Trị rời vùng chiến sự để lánh nạn. Với cái danh trưởng ty cảnh sát của mình, Liên Thành còn cậy quyền cậy chức bắt người chỉ để phục vụ lợi ích tư thù cá nhân. Ngô Sĩ Dinh là một trung sĩ biệt động quân được cho giải ngũ vì lý do thương tật. Về quê được dân bầu làm chủ tịch xã Thủy Phú, quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Trong giai đoạn này ở Thừa Thiên có diễn ra bầu cử nghị viên, hội đồng cấp tỉnh. Có hai liên danh ra tranh cử tại xã Thủy Phú, gồm ông Tráng Cử là cha ruột của Liên Thành và ông Lê Quý Vũ. Ông Dinh khi ấy không ủng hộ ông Tráng Cử mà ủng hộ Lê Quý Vũ. Vì việc này mà Liên Thành đâm ra thù hận ông Dinh. Sau đó lấy chiến dịch Bình Minh làm cái cớ, Liên Thành để vu cho ông Dinh là việc cộng nằm vùng. Ông Dinh bị bắt, đánh đập rất dã man rồi cho lưu đày ở Côn Đảo. Các gia đình làm ăn giàu có ở Huế thời kỳ này nếu không lót tay cho Liên Thành và đám chân tay thì đều bị quy kết là việc cộng nằm vùng hoặc tiếp tay cho việc cộng rồi bị bắt về trung tâm thẩm vấn để tra xét đến lúc nào lòi tiền ra mới thôi. Những người không chịu đưa tiền hối lộ cho thì Liên Thành thẳng tay ra lệnh thủ tiêu như trường hợp ba cha con ông chủ hiệu thuốc Bắc Thiên Tường. Liên Thành lúc này như một con quỷ khát máu, một sát nhân trà đạp lên mọi giới hạn đạo đức và nhân tính của con người, làm cho ai nấy đều căm hận. Sau khi chính quyền miền Nam sụp đổ, những ngày dài chui lủi nơi đất khách quê người, Liên Thành vẫn không sám hối trước những tội lỗi mà mình đã gây ra. Mèo vẫn hoàn mèo, với đầu óc và thú tính vô nhân đạo. Ngay cả trên xứ người, Liên Thành tiếp tục viết sách để bôi nhọ những bậc đại lão hòa thượng như Thích Đôn Hậu, Thích Chí Quang, bôi nhọ những học giả trí thức từng tham gia trong phong trào đấu tranh đô thị. Ông ta còn vô liêm sỉ đến mức thành lập Ủy ban truy tố tội ác Đảng Cộng sản Việt Nam, đi quyên góp tiền của những kiều bào nhẹ dạ. Thực chất cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện vu oan giá họa cho thầy giáo cũ của mình là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, rồi các bậc thức giả trong phong trào đấu tranh đô thị như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan, vân vân. Nhiều trí thức và cựu quân nhân của chế độ Sài Gòn trên đất Mỹ đã bày tỏ sự bài xích và bất hợp tác khi thấy sự xuất hiện của Liên Thành với những trò mèo của ông ta. Những người biết rõ trái tim đen dối trá của Liên Thành thì đã phản ứng bằng cách lạnh nhạt. Người ta cho rằng chẳng qua đây là một cuộc đánh trống khua chiêng của Liên Thành để tự quảng cáo mình một cách dễ dãi, phù hợp với bản chất cố hữu của ông ta từ trước tới nay. Còn nhiều người có quan tâm mà im lặng thường không phải là họ không biết, nhưng vì vấn đề và hoàn cảnh chẳng đáng lưu tâm nên họ cũng chẳng rước nợ vào người. Nói về Liên Thành, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã khẳng định, nghiên cứu văn hóa, lịch sử Việt Nam, tôi chưa hề gặp một nhân vật phản diện nào mang cái nghiệp độc ác, quỷ quyệt nặng nề như Liên Thành. Không biết đến bao giờ Liên Thành mới giải được cái nghiệp chướng nặng nề ấy. Dòng chảy lịch sử phần nào đã làm nhạt bớt đi những dòng máu oan ức mà tên vô đạo Liên Thành đã gây ra. Những tội ác tày trời mà tên vô đạo Liên Thành sẽ mãi mãi nhấn chìm hắn trong địa ngục, dù có ở chốn địa phủ hay luân hồi lên phía trần gian.